Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách chuyển ảnh thành văn bản. Nghĩa là cái ảnh của chúng ta, đây là cái ảnh file văn bản của chúng ta ở dạng dạng file ảnh. Ví dụ như chúng ta chụp ảnh của một quyển sách, đúng không? Chụp ảnh là một cái tờ thông báo mà chúng ta không muốn gõ lại và chúng ta muốn chuyển cái văn bản file ảnh đấy thành cái dạng gì, dạng text, dạng chữ cho chúng ta chỉnh sửa cho nó dễ. Ví dụ đây mình có một cái ảnh mình đã chụp, đúng không? Mình đã chụp cái tờ thông báo của A4. Mọi người lưu ý là cái văn bản file ảnh ở dạng đánh máy chứ không phải ở dạng viết tay. Nếu mà ở dạng viết tay là chúng ta sẽ không chuyển được, vì dạng đánh máy là cái văn bản nó đã có định dạng phông chữ, cỡ chữ rồi, kiểu chữ rồi, nó có định dạng rồi thì mình mới chuyển được thành dạng text. Hoặc là chúng ta có thể lên mạng chúng ta download tài liệu, nhưng mà cái file văn bản đấy là không phải ở dạng gì, dạng text, mà nó ở dạng ảnh người ta chụp người ta gửi lên. Thế mình muốn lấy cái mẫu của người ta thì mình phải gì, gõ lại. Còn nếu mình không muốn gõ lại thì mình sẽ chuyển cái file ảnh đấy, cái văn bản đấy thành gì, dạng chữ, dạng text, cho chúng ta để chúng ta có thể chỉnh sửa được mà chúng ta không phải mất công gõ. Bây giờ tôi muốn chuyển cái thông báo này, thông báo này nó in ra cái tờ A4 và tôi muốn không không muốn cái gõ lại cái thông báo này. Tôi đã mất cái file Word thông báo này rồi, tôi không muốn gõ lại. Thì tôi sẽ chụp vào và tôi chuyển nó thành dạng chữ để tôi chỉnh sửa cho nhanh, chứ tôi không thể mất công công gõ nữa. Thì để chuyển cái file văn bản ở dạng ảnh về dạng text thì đầu tiên chúng ta phải biết cái cách sử dụng Google dịch. À, tôi xin lỗi, sử dụng Google Driver. Thì đầu tiên là chúng ta cũng đăng nhập vào cái tài khoản email của mình. Chúng ta phải có tài khoản của Google để chúng ta có thể mới có thể sử dụng được cái Google Driver. Nó chúng ta tạo cái tài khoản đó, chúng ta đăng nhập vào cái email của mình. Thì chúng ta cũng kích vào như hôm trước tôi đã hướng dẫn rồi về cái phần mà chuyển giọng giọng nói thành văn bản. Đó. Thì hôm nay sẽ chuyển hình ảnh thành văn bản. Thì khi mà chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản của mình thì chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng hình vuông chấm tròn này, chúng ta kích vào cái driver, chúng ta kích vào đây đấy. Thì cái driver, cái dịch vụ driver của Google nó sẽ mở ra, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có 15 GB. Đây chúng ta sẽ có 15 GB Google với chúng ta 15 GB miễn phí để chúng ta lưu trữ tài liệu ở trên trên internet và trên mạng đấy, hoặc cụ thể là trên cái driver của chúng ta mà nó được tích hợp, các dịch vụ được tích hợp trong cái tài khoản gọi là tài khoản Gmail của chúng ta. Đây là các dịch vụ của Google này. Đấy. Ở đây mình cụ thể mình sử dụng cái dịch vụ Google Driver. Đấy, sau khi mà đã mở được cái trang Google Driver của chúng ta ra thì đây chúng ta sẽ tải file lên. Chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu ở trên mạng thì chúng ta sẽ tải file lên, đúng không? Cụ thể tôi muốn chuyển đổi cái ảnh, cái file ảnh này của tôi, cái file ảnh này thành cái file văn bản, thì trước tiên tôi phải upload cái file ảnh này lên trên cái Google Driver của tôi để tôi lưu trữ trên đây. Và các bạn có tài liệu cái gì quan trọng mà các bạn muốn lưu trữ ở trên mạng, muốn lưu trữ ở internet mà đi đâu chúng ta cũng có thể vào truy cập vào email chúng ta tải về được, thì chúng ta lên lưu trữ và tải lên cái Google Drive vào này, nó miễn phí 15 GB cho chúng ta sử dụng. Đây, ở đây chúng ta kích vào cái mũi tên trỏ xuống của Google Drive vào này. Chúng ta này, trong đây có chúng ta có thể tạo thư mục mới, đúng không? Tạo thư mục mới chúng ta lưu trữ. Ở đây phần này chúng ta tải tẹp lên. Cái phần tải cả đây chúng ta tải cả thư mục lên, tôi tải tẹp lên, đúng không? Cái ảnh của tôi, cái file ảnh của tôi tải tẹp lên đây, tôi kích vào chọn đến cái ảnh mình muốn tải lên. Đó. Ví dụ tôi cái tẹp tôi muốn dịch là cái thằng đây, tôi tải cái thông báo của tôi lên, các bạn chờ một chút rồi nó tải lên, nó vì là đang tải lên này. Đấy. Sau khi tải lên xong rồi, đã tải xong một mục lên, chúng ta tắt đi. Đây cái ảnh của tôi đã được tải lên đây. Cái tên này các bạn có thể chỉnh sửa tên cho khi mà tải lên chúng ta có thể nhìn thấy luôn, đúng không?
Đấy. Bình thường mà email của các bạn tải ít tài liệu lên, ít khi sử dụng tải lên, thì khi mà mình tải lên nó sẽ ở cái dạng như này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn, mà không có thư mục kia mình tạo nhiều thư mục, khi mình tải lên thì nó sẽ ở dạng như này đây. Đấy, dạng như này thì mình nhìn thấy luôn. Còn bên này của mình đây là cái này mình tải lên đúng không? Sau khi mình tải lên rồi, đây là file ảnh này, cái JPG này, đó, cái file của mình cái đó file ảnh. Bây giờ mình muốn chuyển cái file ảnh của mình, bây giờ muốn chuyển này thành dạng chữ, đúng không? Mình muốn mở cái file ảnh này ra, cái chuột phải này, chọn mở này, đấy, mở bằng Google tài liệu, chúng ta kích vào đây, chúng ta đợi một chút. Văn bản bằng cái file ảnh của bạn càng nhiều thì cái quá trình nó chuyển càng lâu đúng không? Đây là cái file ảnh của chúng ta này, file ảnh tôi đã tải lên này, đấy. Còn đây là dịch bằng dịch sang chữ cho chúng ta này. Là chúng ta không phải gì, không phải gõ lại cái đoạn cái file ảnh, cái đoạn văn bản trong cái file ảnh này nữa, mà chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần việc gì chỉnh sửa thôi, thông báo cho chỉnh sửa cái thông báo cho hợp lý của mình. Ví dụ đây trong trong cái phần nào mình bỏ đi thì mình bỏ đi, vào đây mình căn gì, căn giữa ra đúng không? Trong đây nó có phần định dạng này, đấy, cột này, dạng dòng ra, đây là giống giống như cái file Word của chúng ta đúng không? Đây tôi muốn căn giữa là tôi chọn này, căn giữa này, ví dụ cái này cho chữ màu chữ đúng không? Phần đây phần màu chữ này, đấy, màu chữ về màu đen chẳng hạn, hoặc là chúng ta không muốn chỉnh sửa ở trên cái Google Driver này, chúng ta có thể tải nó xuống, tải xuống về máy tính của mình để chỉnh sửa. Ví dụ đây, khi tôi đã chuyển hình văn bản dạng ảnh thành dạng text rồi, tôi mới cái này tôi sẽ đổi tên ở đây. Không, ví dụ tôi đổi đây là thông báo. Thông báo. Đấy, đổi tên này nha. Ok. Sau khi đổi tên này, thông báo này, nếu thông báo này cái phần này nó có thể mình có văn bản có thể chia sẻ này, nhưng mà tôi sẽ quay sang cái Google của tôi load ra lại, tôi sẽ có một cái thông báo đây, file thông báo đây. Và bây giờ tôi muốn tải cái file này đúng không, xuống máy tính của mình. Đấy, kích chuột phải vào đấy. Khi bạn kích chuột phải vào cái file này, nếu bạn muốn chia sẻ thì bạn kích vào nút chia sẻ, kích vào nút chia sẻ nhé. Thì ở đây nó sẽ hiện thị ra một cái đường link. Đây các bạn có thể là lấy link này, lấy link liên kết này, chia sẻ đến cái email nào đấy nhé. Nếu mà cụ thể bạn chia sẻ cho cái email, gửi cho cái email đấy thì bạn nhập cái email này vào, hoặc là bạn có thể nhấn lấy cái link để chia sẻ, bạn up lên đây đấy để mọi người kích vào cái link này. Hoặc bạn nhấn cái link này, ấn Ctrl C, bạn chia bạn nhắn tin cho bằng Facebook hoặc bằng Zalo cho cái người mà bạn muốn chia sẻ, là kích vào cái link này đúng không, để tải nó xuống, là lấy link để chia sẻ đúng không. Còn cái mà mình muốn tải xuống máy tính của mình thì mình kích chuột phải, mình chọn cái nút gì, tải xuống, tải xuống. Bây giờ tôi tải xuống, nhưng còn đổi tên, bạn kích vào đổi tên đúng không, nhận liên kết để chia sẻ này, chia sẻ trực tiếp đúng không? Còn cái nhận liên kết để mọi người kích vào cái liên kết đấy để download cái file thông báo của bạn về, file tài liệu của bạn về. Ví dụ tôi muốn tải xuống tôi chỉnh sửa, tôi kích vào cái nút tải xuống. Về tải xuống thì tôi sẽ mở ra đúng không? Mở bằng cái file Word ra, chúng ta sẽ kích vào, chúng ta hiển thị trong cái thư mục nào, tức là cái thông báo này tôi tải xuống ở trong thư mục nào, nó sẽ ở thư mục gì mặc định. Khi các bạn tải tài liệu xuống nó sẽ mở ở thư mục download. Đây đây cái thông báo này mình mới mở ra để mình chỉnh sửa. Đó. Đấy, đây file ảnh chúng ta không cần đến, chúng ta xóa ra đi. Đấy rồi đi. Đấy. Bây giờ chúng ta mới gì? Cái chỉnh sửa cái văn bản chúng ta theo cho nó hợp gì? Hợp với cái yêu cầu, cái nội dung của mình. Đấy. Chúng ta có thể Ctrl A, cái công việc này thì là công việc của cái soạn thảo và chỉnh sửa văn bản rồi. Đúng không? Chúng ta sẽ chỉnh sửa theo đúng cái mẫu, đúng cái quy định trình bày cho nó đẹp. Đấy, cái việc mà chúng ta chuyển văn bản ở dạng ảnh về gì?
dạng tích để chúng ta không phải gì, không phải gõ lại. Cái này nó rất là hữu dụng khi mà chúng ta download tài liệu trên mạng. Nếu như nó ở cái dạng text rồi, ở dạng file Word rồi, thì chúng ta không chỉ chúng ta chỉ cần việc chỉnh sửa thôi. Nhưng mà nó ở dạng file ảnh thì rất là khó khăn, đúng không? Thường chúng ta sẽ là phải gì theo cái mẫu đấy chúng ta ngồi gõ lại. Nhưng mà khi Google nó ra, Google dịch vụ Google rất là hay, đúng không? Nó cho chúng ta gì chuyển cái văn bản là dạng file ảnh thành cái dạng text để cho chúng ta chỉnh sửa cho nó nhanh, đỡ mất cái công mà chúng ta phải gõ lại, đúng không? Bên cạnh cái Google Drive nó còn rất nhiều dịch vụ nữa. Chúng ta có thể lưu trữ tài liệu của chúng ta ở trên mạng, ở trên internet. Google nó cho chúng ta 15.000 miễn phí chúng ta lưu trữ, và chúng ta có thể tải xuống ở bất kỳ nơi đâu khi mà chúng ta truy cập vào cái email của chúng ta, và chúng ta truy cập vào cái Google Drive và chúng ta gì kích vào tải xuống, như tôi vừa tải vừa lấy. Và cái thứ hai là nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái trình soạn thảo văn bản ở ngay trên gì cái Google Drive, soạn thảo online ngay trên Google Drive. Cái thứ ba là nó cho chúng ta có các cái trang tính, nghĩa là file Excel chúng ta sẽ làm việc với gì với cả file Excel trên đây. Nó cho chúng ta tính toán, cũng có các hàm, hàm sum, hàm tính tổng, tức là nó tương tự đối với cái tài liệu của Excel của chúng ta làm ở đây. Ví dụ đây, các bạn nhập vào, các bạn dùng hàm tính tổng, dùng hàm cao, dùng tất cả chúng ta làm bình thường như đối với chúng ta sử dụng gì Excel ở trong máy tính. Ngoài ra nó còn có cái dịch vụ nữa là cái trình chiếu, trang trình bày từ trình chiếu PowerPoint ấy. Chúng ta có thể trình bày bằng Microsoft Office PowerPoint ở trong máy tính, hoặc chúng ta có thể sử dụng trang trang trình bày của Google để nó cho trang trình bày chúng ta. Đấy. Ngoài ra còn rất nhiều ứng dụng nữa này, tạo biểu mẫu, tạo form để tham khảo ý kiến khách hàng đấy, rất rất nhiều, đúng không? Cái này nếu mà có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng dần dần từng cái dịch vụ này một. Nhưng với cái mà soạn thảo văn bản, cái trang tính và cái trình bày thì ở trong Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint làm như là thì các bạn trên đây các bạn cũng có sử dụng tương tự như thế. Những cái ứng dụng khác như là cái này thì các bạn chưa gặp bao giờ, thì có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn, đồng thời mình sẽ hướng dẫn qua cái này. Còn cái video hôm nay thì mình hướng dẫn mục đích chủ yếu cho các bạn là chuyển file văn bản ở dạng ảnh và dạng text để cho chúng ta khỏi gõ lại thôi. Còn cái hôm nay bài hôm nay là mình kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo.